Chương trình đào tạo quản trị du lịch và lữ hành Seoul Tourist dựa trên nguyên tắc rèn luyện phần thân, chia sẻ phần tâm và huấn luyện phần tuệ. Rèn luyện phần thân, đi 120 địa điểm du lịch để trải nghiệm và quen với công việc di chuyển, tạo ra sức khỏe và thể lực tốt. Rèn luyện phần tâm, học, trải nghiệm, quan sát, lắng nghe, chia sẻ của khách du lịch tại các địa điểm đi qua để thấu hiểu và nắm bắt tâm lý khách hàng. Rèn luyện phần tuệ, được làm việc liên tục, trao đổi và trải nghiệm cùng hướng dẫn viên bản địa tại 120 địa điểm trong năm đầu tiên. Mục tiêu đào tạo từng năm với sinh viên các ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Năm thứ nhất, trải nghiệm, hiểu biết và nắm bắt được 4 loại hình du lịch tâm linh, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng. Nâng cao năng lực đánh giá tiềm năng sản phẩm du lịch của Việt Nam, trang bị đầy đủ kỹ năng và chuyên môn về nghiệp vụ của hướng dẫn viên du lịch. Năm thứ hai, bắt đầu đi làm hướng dẫn viên du lịch 4 ngày trên tuần, thu nhập từ 5 triệu đồng trên tháng trở lên. Đây là cơ hội tạo thu nhập, tích lũy kinh nghiệm và trải nghiệm du lịch miễn phí. 3 ngày còn lại trong tuần học về thiết kế và triển khai bán tour du lịch. Năm thứ ba, có thể đi làm ở các vị trí hướng dẫn viên du lịch, chuyên gia thiết kế tour, vận hành tour hoặc kinh doanh tour 4 ngày trên tuần. 3 ngày còn lại được học về xây dựng chiến lược và các kỹ năng thành lập và vận hành công ty du lịch, xây dựng đề án khởi nghiệp và tốt nghiệp. Kết thúc chương trình đào tạo sinh viên sở hữu bằng chính quy chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Kinh nghiệm đi làm thực tế và tự lập. Đầy đủ năng lực, kỹ năng để mở doanh nghiệp về du lịch lữ hành. Cơ hội trở thành giám đốc điều hành các công ty du lịch, chuyên gia thiết kế tour, quản lý tour, vận hành tour, hướng dẫn viên du lịch. Chương trình đào tạo ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành được đào tạo theo tiêu chuẩn của CEO Việt Nam, 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường. Được đánh giá là chương trình thực tiễn và hiệu quả nhất hiện nay. Các bước để trở thành tân sinh viên của trường doanh nhân CEO Việt Nam. Bước 1, thí sinh đăng ký dự thi. Bước 2, thí sinh làm bài thi kiểm tra tố chất nghề nghiệp. Thí sinh được phỏng vấn bởi hội đồng giám khảo là các doanh nhân và quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp. Bước 3, ký hợp đồng đào tạo. Bước 4, thí sinh nhập học và trở thành tân sinh viên của trường doanh nhân CEO Việt Nam.